Trong chuyên mục Chính trị và đời sống hôm nay, anh Chi xin gửi tới quý vị những bài viết mà anh Chi đã góp nhặt được của tác giả Nhân Tuấn Trương. Bài đầu tiên mang tựa đề Dân tộc anh hùng. Hai chữ anh hùng hay dân tộc anh hùng luôn được tác giả để trong dấu ngoặc kép. Tác giả Nhân Tuấn Trương viết như sau. Người mà đã dán cái nhãn một dân tộc anh hùng cho dân tộc Việt Nam thực ra mới là người thâm độc. Cái nhãn đó nó tương tự cái lá bùa dán trên đỉnh ngọn Ngũ Hành Sơn đè Tề Thiên Đại Thánh nằm chết dí ở dưới. Một dân tộc anh hùng sống với chuẩn mực đạo đức anh hùng, ra ngõ là gặp anh hùng. Nhưng anh hùng là cái gì? Anh hùng là gì? Đọc lịch sử Việt Nam thì thấy anh hùng là người gan dạ, dám đem thần lấp lỗ châu mai, dám ôm bom cho nổ phanh thay chết cùng với quân thù. Anh hùng chống Tây, anh hùng diệt Mỹ. Anh hùng là đồng nghĩa với việc giết chóc, máu đổ, đầu rơi. Sẽ không lạ khi lá cờ của cái dân tộc anh hùng này có màu đỏ của máu. Chất anh hùng của dân tộc anh hùng đó được xuất khẩu rất thành công nha, sang các xứ Hồi giáo chủ nghĩa ngu dân. Các xứ này thay kinh Mác bằng kinh Koran ở mặt tối tăm nhất. Bọn khủng bố Taliban trước đây á, hay là quốc gia Hồi giáo mới đây này. Học chủ nghĩa dân tộc anh hùng, học từ A đến Z, chỉ khác cái là tên gọi. Anh hùng từ nay đổi thành thánh, ra ngõ là gặp thánh nhân chứ không gặp anh hùng như Việt Nam nữa. Vấn đề là trò ngày nay hơn thầy ngày trước. Ngọn lửa căm thù được khơi dậy bằng lòng ái quốc xem ra không bằng ngọn lửa thánh chiến của Allah, ông chúa của đạo Hồi. Cho dầu anh hùng ngày xưa và thánh nhân ngày nay cùng được đo lường bằng sự chết chóc của người vô tội. Anh hùng ngày xưa, thánh nhân ngày nay, bình thản ria đạn AK vào đám đông người, cắt đầu nạn nhân vô tội, hay thời thối ôm bom vào chỗ chết. Muốn làm anh hùng, làm thánh là phải giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ. Người chết càng nhiều càng tốt, cho ruộng đồng tươi tốt, lúa thêm xanh. Công ơn của họ sẽ được đền đáp với việc hóa thánh, cũng như được phong làm anh hùng liệt sĩ. Thánh thì được hứa hẹn sống trên thiên đàng, người ta cũng không quên thêu dệt là trên đó có hàng hàng trinh nữ đẹp xinh để ông thánh giải sầu. Kinh Koran cực siêu hơn hẳn cái thuyết đấu tranh giai cấp của Mác. Chuyện gì cũng vậy, không có gái là không xong. Thiên đàng của ông Mác hứa hẹn đi hoài không tới, xây mãi không thành. Thiên đàng ông Mác hứa hẹn là dành cho người sống, trong khi thiên đàng của Allah đó là thiên đàng cho người đã chết. Cái siêu là ở chỗ đó đó. Ai cũng muốn được làm thánh, làm anh hùng. Càng dốt nát thì càng muốn làm anh hùng. Càng liều thì càng dễ làm anh hùng. Khi không có cái gì để mất thì càng dễ thành anh hùng hơn. Đau khổ cho dân tộc Việt Nam anh hùng. Chủ nghĩa ngu dân đã áp dụng từ Việt Nam hơn nửa thế kỷ này rồi. Đó là lá bùa dán trên ngọn Ngũ Hành Sơn. Đó là cái vòng kim cô định hướng xã hội chủ nghĩa. Ai đã dán cái lá bùa này, người đó phải thâm lắm, hận thù dân tộc Việt Nam này ghê lắm, không muốn cho cái giống dân này ngóc đầu lên nổi. Ai mà thâm độc vậy thưa quý vị?